Anh em Biển Lặng xin chào quý vị chú bác nhé. Chào Hôm anh ạ. qua hôm qua là mình hai anh em là đắp cái bờ này này, đắp cái bờ lại là bắt đầu là thả mồi xuống cái hố này. Bây giờ tôm nó vào nhiều lắm mọi người, nhưng mà đừng nói to là nó dặn đi hết. Xíu này anh em ngăn lại cái chỗ kia, tức là giờ là mình thả cây vào đó là nó không ra, vì trong này nhiều rất nhiều tôm. Bây giờ là mọi người cùng trải nghiệm với anh em bắt tôm với con cua đá nhé mọi người nhá. Nào, ở đúng 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 rồi, chân 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 nhanh này, đấy đấy đấy, đấy đó đó đúng đúng rồi đúng rồi, chân nhanh này là nó không ra đâu, nhiều lắm, ở trong nhiều lắm mọi người, thấy nó nhảy đâu. Chân lại đó. lấy cái số cái đó đúng rồi, chân lại đấy, bẻ cây nhiều, cái lá cây cơ, bẻ tiếp, đúng rồi, vật lá cây ạ. Chân bên này đó. Đây cái lá cây, bẻ lá cây cơ, bẻ cái ngọn cây này, bẻ chân lại không ra, nó nhảy cơ, nhiều lắm. Chân lại, bỏ cái này rồi. Chân kín lại nha. Đó, lấy hết cái cành cây, lấy cái cành cây hôm qua mình thả này, đó. Kéo lại, Ngoài là nó ra, vô chỗ chân đâu này. Nhiều lắm. Chân lên con rồi. Kén. Chân lên con rồi. Có cả cua. Cúm. Đúng. Hôm qua mình biết sao, hôm qua tao thả cái mùi, cái cá say á. Để máy trên rồi, tao để máy trên rồi, tao xuống tao bắt đấy. Chân được chưa? Rồi. Để tao xuống bắt. Nhiều lắm mọi người ơi. Ôi. Đó là tao. Làm bẫy nhiều tốt đâu. Bớt cái này, chân rồi. Ôi, chân rồi, đấy. Chân rồi. Chân lại. Ây, nhiều đây. Nhiều ghê gớm đó. Hôm qua mình quên quay với mọi người. Hôm qua mình thấy ở đây nhiều tôm quá nên là kiểu thủy triều nó lên á. Bây giờ là thủy triều nó xuống là tôm cua nó rộng lại. Thì hôm qua mình thả mồi vào trong này, mình thả mồi vô là mình nó ba con luôn thì đẹp hết. Đồ quá. Ba con tôm luôn nha. Đây mọi người, đây. Ba con tôm luôn. Mọi người đây. Không. Bỏ cái lá vô nhảy đi, bỏ cái lá cây vào. Từ từ. Chân hết bên đó. Đây, để con nữa này. Đó rồi. Ngu gì. Có tô kìa. Tôi. Nhảy này mới tô này. Đây mọi người nha, đây nha. Đây. Nào. Tao bắt được con này. Đây đâu? Nhảy đâu rồi. Con. Trời ơi, cái này. Con cúng. Cua đá hai con luôn. Đi. Cắn tay không? Kẹp đấy. Kẹp. Mọi người ơi, hai con cua đá luôn, đã quá. Để cắn hết. Nhưng mà ăn cắn cua, ăn cắn tôm. Đấy nó đây chứ biết sao được. Có chỗ nào đều, không sao đâu. Được mấy con này. Được nhiều, chân kỹ đây chưa? Đúng rồi. Chân kỹ đây nha. Đi nghe. Mai làm tiếp, mai đắp chỗ kia. Mai làm đơn lực. Chỗ kia. Đấy mọi người này, được mấy con này. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Được mấy con này. Bỏ cái lá mà nó nhảy ra mất. Tôi bỏ đây đi. Bỏ xô đâu à? Tôi thấy nữa hả? Nó đang ở đó mà. Tin với tôi bỏ xô rồi. Nó đủ. Bố đủ. Ui dịch. Nó đâu rồi? Chạy vào bơi trên bên này hết này. Ui, tao chấn bên này. Mình chân kỹ chỗ kia chưa? Thế rồi. Đây đây.
Ô, con kia kìa. Nhảy nó. Ấy. Bắt không? Bắt rồi. Ô, này, đây được con này. Đây được con này. Ơi, được con này này, rê mà cái ơi. À chưa. Vui quá. Má ra bây giờ. Ra bây giờ. Kẹp tay cho. Ủa, con cá, đi con cá chị ơi. Cá mà. Con cá. Đi đường nào á? Để tao coi nào. Đây. Ô, đây con cua. Ấy. Được không? Được rồi. Con gì ạ? À, con cá. Là dính cho có cả. Con cá. Ô, đây con nghêu. Con nghêu này. Ê. Con nghêu này, sao con nghêu ở đây không? Có chứ. Hả? À? Có chứ, không có. Sao mới trên đây con nghêu này? Con nghêu mọi người ạ. Con nghêu. Có cái chỗ đá rồi, có cát là nó có. Sao nó không phải nghêu này? Con này kia, con kia. À, không có ai quay cho mình. Kìa. Đó, con cua đó, cua đá đó. Đó, chạy nó đi. Từ nó vớt bắp con cua vô. Cái cua vô hàng á. Nó bây giờ mất tiêu. Nó mất tiêu rồi, cái tay này đâu. Trời ơi. Bắt không? Nó mất tiêu rồi, cua vô. Cua vô có lúc tay rồi. Cái này phải tát thì sao được. Chờ lấy cái gì đắp để tát thì nhiều lắm. Mà không. Ơ này. Nghít ào. Á. Ô. Thì nhanh lắm. Á. Tôm nó nhanh lắm. Ô. Được hai con tôm. Được hai con tôm với con cua điểu. Cả tay nó gỡ tao ơi. Gỡ. Bé đi, bé càng. Bé. Ê. Bé. Ừ, con này kìa. Bự ha. Im để hai con tôm nó đâm nó đau còn chết. À, cù đá này mọi người, cù đá. Ừ, cắm đau quá. Ha đi ra bự cái kia có không? Đi tổng. Ủa đây có nghêu này. Có con hàng của nó. Con nghêu. Chân kín lại. Đào đi, ở đúng, bươi bươi nó cua đá. Ôi, đây này, rồi, tỏi nó tui lên. Ôi, kìa. Yeah. À, chọc từ đây này, nó tui lên. Chọc này, tao bươi. Rồi. Được chưa, bắt được chưa? Bắt được chưa? Ô tòng cái lỗ. À. Bắt được không ạ? À? Bắt được không? Bắt được hả? Chui vô đây rồi. Bắt được hả? Từ chút xếp lấy được nó à. Đây con tôm. Đâu hả? Con tôm. Tôm cua đá đây. Đây được mấy. Bỏ xuống được. Nó sâu quá.
Đây, vẫn tô mọi người ơi. Đây có con. Ô sâu quá, con này sâu quá. Đọc cho mình. Đây rồi, đây rồi. Con này to. À hôm qua mình ạ. Hôm qua tôi ạ. Hôm qua mình mổ. Hôm qua mình đánh mồi á. Qua mình đánh mồi lên đi chỗ rồi theo. Đại. Cúm mày ơi. Cú đá. Tôi cho người ta coi rồi, cho khán giả coi. Ê này, tao bắt được con này. Bắt được rồi. Gấp mọi người. Đây. Đây rồi sao. Càng rồi cắn nó đã ghê được thì sợ. Ngon lắm con này, ngon lắm mọi người, ngon lắm. Ta được. À, còn nhiều lắm nhưng mà sao bắt được. Chân coi có hở chỗ nào, coi có hở chỗ nào đâu. Đây nó còn nhiều lắm, tôm nó thấy lắm à. À mẹ. Cái chiều lên nhanh quá. À, què đâm mọi người ơi. Què đâm một chân đau quá. Tôm á, dặm có tôm á. À, đau. Úi, lì lì lì, đau quá. Đây có hàng nữa này. Có không? Ở đâu ạ? À? À, đau quá. Để cầm. Ở đâu ạ? À? Tao hả? À rộng lên sao bắt được? Hả? À đau quá.
Bắt được trong à? Đau quá. Đau quá. Để nó nước đi, bắt nước đi. Ốc nè. Ốc hả? Ờ, ốc gì hả? Ốc gì hả? Thế phải mình thả cái bột cá vào đây cho mà nó vô lắm này. Quá làm sao mà nghêu cũng vô được không? Hả? Cái này được con này. Cái này lâu mới có. À, đau quá. Con này hết rồi sao á? Hết rồi. Hả? Hết rồi, thằng này ha. Hết rồi sao á? Mới được tắt con nữa. Mất ăn đó. Tắt cạn đâu? Tắt cạn nữa không? Tắt cạn. Ô, đây. Ô, đây có hai con này. Ô, bắt xuống tàu ơi, bắt xuống rồi. Ô, đây. Đây. Kéo kẹp tay. Được chưa? Rồi. Bữa nay có một cái lỗ mọi người á, lỗ nó mình bò đây bò lại nó cứ chui vào á. Ở đây con ạ, à, đây con ạ. À. Ui, sâu quá. Đi cả tay không? Bám vào đất luôn rồi. Đúng không? À. Kéo con cúm mọi người nha, con cúm nha. Nó mình bắt ra là nó cúm lại luôn này mọi người này, nó cúm lại luôn này. Mà phải thả ra là nó bay, nó bơi luôn. À. Trời luôn rồi. À. Nó sâu lắm. Sâu tao không bắt xuống được. À lạnh quá. Mở từ từ bên này thôi. Mở cứ mỏ hết đây đi. Ôi trong kia kìa, nhưng mà ra gai không á. Cái đó hả? Đó là sao mà nó được. Chân chân lại khéo này ra mất được kìa. Chân chân chân. Đó là. À đã thật mọi người. Chấn nó kín lại. Quay qua bên này đây. Quay cái này. Bên đâu có không? À tao lạnh quá. Đi bắt đi. Lạnh quá mọi người. Sao không bắt hết ở đây đi? Còn mà tao nó đụng quá mà. Đây mọi người đó, mình chấn này mọi người này. Mình cái cây mình chắn lại rồi nó không ra được. Cái này là mình lót mấy cái bao bì á. Người em đang ra bắt ở ngoài kìa. Có không? Đó sao mà bắt được? Móc móc ở trong bờ á. Cái gì á? Cá to loi. Đâu hả? Coi. Bắt được luôn hả? Ui, đi nhiều cá mọi người. Đấy, thấy không? Ui, cá kìa. Cá nhiều lắm. Nhưng mà này cái vuông kéo. Cái là thời nhỏ xíu à. Đâu. Thôi thả đi nhỏ. Nhỏ quá hả? Thả đi. Thả cho sốc. Ây da. Móc mấy cái hốc á. Bởi vì hôm qua mình nhả mùi ở đây là nó vô mấy cái hốc đất á. Đây, có một con nữa rồi. Đâu. Đây, thấy không? Hai thứ bỏ nó nào. Móc vô hốc á. Ở móc. Đó. Đâu. Kẹp được. Ây da. Mà ở ngoài đây sao mà nó vô đây làm gì? Cúm cái gì ta? Tối thì sỏi bà khía à tia. Hay bà khía ta? Bà khía hay cúm ta? Tối bà khía là nó mò này các cái này này mọi người này. Nó mò này trên các cái cây này này. Đây. Nhiều lắm. Đâu. Cho con ơi. Đấy. Đó, mọi người. Cua đá nha mọi người nha. Cúm. Lấy cái gì bỏ vô đi. Ồ, nó kẹp tay tao. Không. Kẹp rồi, cấm cái tay này, cấm lại. Cấm lại. Khiếp cá ở trong cái ao nhiều quá. Ui, cá đó mọi người. Cá à. Cái này thì chắc là mai mình phải chấn lại. Được nhiều mọi người ạ. Mọi người ấy được nhiều lắm.
Đây này. Kiến. Mọi người ơi. Được nhiều. Ui kiến nhiều quá. Kiến đốt hết chân này. Thế có bác kia không? Có. Thôi vô bắt chỗ kia đi, đang còn mà. Dễ mì dễ. Bắt rồi sao? Thấy không? Thấy. Đâu? Tát đi cái kia tí rồi. Hả? Đâu? Coi. To không? Mà thôi. Cầm máy quay rồi xuống nước rồi. Nó chảy mất chưa? Tao thích xuống à. Thấy không? To không? Đó mọi người, bà khía đó, ví dụ là mình đụng nó là ban ngày thì hơi khó bắt, nhưng mà ban đêm là dễ lắm. Ban đêm là nó trèo được mấy cái cây nước này. Đó, thằng em nó ra bắt. Bởi vì thủy chiều giờ nó lên rồi là mình bắt hơi khó. Tối hôm nào đi bắt ban đêm á, mình review trực tiếp cho mọi người thấy nha. Bắt đã lắm. Ở đây là một cái... Đúng không? Được rồi. Đó. Đâu? Bà kia. Bà kia hả? À? To không? Bà kia khéo cắn, bà kia cắn gì lắm. Đây. Bà kia này. Bà kia mọi người. Bà kia này. Khéo cắn đầu bà mẹ. Cắn lắm, cắn đầu. Xô qua đây coi. Đây. Kéo kẹp cầm cái này, cầm hai cái càng nữa, không kẹp cho đó. Cầm để cái này đâu. Được rồi. Không cầm. Đấy mọi người. Đây là con bà khía mọi người nha. Đây con này là con. Xong. Nhanh thật. Rồi xuống rồi, ra rồi mất rồi. Còn không? Lấy cái xô ra thôi. Nó nhanh quá. Ơi. Xô này. Thấy không? Để đi một tôi. Xô mất à? Nhanh quá. Nó ở mấy cái nước đấy mọi người. Để mình ở xuống coi. Đây. Thấy không? Còn không? Từ. Cái cây bên kia đó. Từ. Dường cần cái cây cho thần gần thì coi nó thấy không? Đâu? Đó. Cây kia hả? Ở gốc cây to, nó nằm ở dưới nước ạ. Thấy không? Đó, hai ba con luôn. Ba bốn con luôn. Mà không biết làm cái gì mới bắt được đâu cây. Khó đấy. Cái nó nhanh lắm mọi người ạ. Cá thổi lòi. Nó nhanh lắm, đó mọi người theo. Mọi người theo. Đây mình quay. Thấy chưa? Mình quay cho mọi người thấy nha. Đây là nó bám lên cái cây này. Ôi. Nó xuống mất rồi. Xuống. Em nó xuống nhanh thật. Nhanh mà. Cái con cá rồi. Có cá thổi lòi đó. Cá thổi lòi nó chạy. Có gốc cây bên kia nữa cả, có gốc cây bên kia có nhiều nữa cả. Cây rồi, cây kia rồi. Cây kia. Cái này mọi người ơi. Đây. Cây này cũng có. Nó bên đây này. Dư ơi. Bên nó treo treo cây nhiều lắm. Nhỏ rồi. Ui. Cá. Có cho mọi người khó quay quá. Mới quay trực tiếp cho mọi người thấy mà. Xuống rồi. Mà, xuống mất tiêu rồi. Xuống mất hả? Xuống rồi. Xuống gốc cây. Ở mấy cây nước nhiều lắm mọi người. Bà khí á. Còn bà khí á. Chứ lúc nãy mình. Đây mọi người này. Đây nha, mọi người nha. Để làm xuống rồi, bắt đây, con đây này. Đây này, đâu? Con gì hả? Sâu nước quá mọi người, thủy triều lên nhanh quá. Con gì hả? Sò lông. Sò. Này, đây. Nghêu, sò đâu mà sò, nghêu. Đây còn nghêu. Thấy không? Nghêu, để tôi ra lấy xô đó. Đây là cái xô đã. Thích lắm mọi người ạ. Mình ở đây là nó một cái ngạch lạch của biển đó. Là cứ thường thường là đêm đến là Thủy chiều nó xuống anh em mình hay cho bắt. Nhưng mà hôm nay là mình trải nghiệm bắt ban ngày coi. Bởi vì hôm qua là mình làm bẫy. Ý là mình làm bẫy theo thời cổ đại á. Mình lấy cái bột của cá. Lấy bột, mua cái bột cá. Là mình thả vào một cái góc đó, là mình
mình làm một cái lỗ cho nó vào, một cái lỗ cho nó chui vào. Nó thủy triều nó là lên ăn, còn nếu là nó xuống thủy triều xuống là nó mắc cạn ở đó. Nó này mình bắt được mớ chắc được ở ký ở đây. Có xíu à, nhỏ nó quá. Không thấy luôn. Ừ, có tô bên này này. Đâu. Mà sao xuống được sâu lắm. Thế cầm máy sao mà xuống được. Quá. Đâu? Đâu? Chuyển qua bên này chứ, đừng qua bên này. Ủa, này, qua bên này đứng ở đây quay đường này, thấy nó luôn này. Đâu? Đấy, đúng khúc này thôi mà. Khó lắm. Nó đầu lên này này. Hả? Đây này, có sao đâu. Ủa đâu? Rồi xuống mất tiêu rồi, ngước đầu lên. Nó nhanh lắm. Đây có mấy con này. Con. Sao mà bắt được? À, rồi bắt nó lại với sướng ha. Ừ. Sâu quá mày. Sâu quá mọi người ơi. Thế đi đưa vào đây luôn đi. Sâu quá tôi xuống sao được. Tao mắc máy này. Máy nó sâu quá rồi. Nước sâu đâu? Nước sâu quá mọi người ạ. À, từ từ ta lấy xô được. Bác khía mọi người. Giờ mình ra ngoài này là chỉ có bắt bác khía thôi chứ còn tôm là mình cái chỗ đó mình bắt hết mất rồi. Okay. Ở đây đây rìa mọi người thấy này. Bác khía này. Đó, thao rồi rìa tay rồi. Bác khía nha mọi người nha. Đó, con bác khía. Con tôm nhà mất tiêu rồi. Hôm nay về lại. Hôm nay lại say nữa rồi à? Mai buổi sáng mai để nước xuống á, nhá. Để nước xuống là mình để nước xuống mình bác lên. Không phải mình để nước xuống bắt đầu mình đi thả mồi đó, thả mồi hiểu không? Mình chặt mấy cái nước mình tủ lại. Mình tủ lại bắt đầu mình bắt đầu thủy triều xuống là mình ra mình chắn dòng này là mình tát rồi mới được nhiều à. Nói chung là anh em biển lặng thì ở đây thì nói chung về hải sản thì ăn mệt mọi người. Có cái là nhác đi thôi. Con gì ta? Đó. Chắc con gì thôi. Lặn luôn rồi. Sâu quá. À, mình mắc cầm cái xô cho thằng em nó bắt. Đó. Sâu quá. Bởi vì nó ở trong mấy cái hốc đó. Đó. Nghêu mọi người, nghêu. Đây là đâu? Giữa bùn đấy, người ta mới thấy. Đó, đây nha mọi người nha, không phải đó, bỏ đây về giữa. Thuyền người ta đi kìa. Thuyền người ta đang đi á mọi người. Đấy. Ở đây là cái rạch của biển nha mọi người nha. Okay. Nói chung ngoài kia là biển. Đâu. Đâu. Nhiều cây quá. Nước xuống là mình mới thấy rõ. Thì con làm bắt được không? Đó, sâu lắm mọi người. Đó, thấy không? Đó, cái số phận của anh em biển lặng nó vất vả thế này. Mò cua bắt ốc. Thả tim và like cho với. Mọi người nhớ nhớ comment thả tim like cho anh em ấy nhá. Và nhớ bật lên và đăng ký ủng hộ kênh nhá mọi người nhá. U sâu quá tiêu. Không ra được. Kia. Sâu quá. Cái này có sâu đâu? Sâu đi sao được. Đi lên bờ đi. Nó mắc cái máy quay này. Nhúng vào đây này sao được. Nó ta lên bờ nhá. Rồi, lên bờ mọi người, lên bờ thôi. Sâu quá. Sâu quá. Bảo chắc mình hộp nước phát ra sướng. Không. Chà đã. Không. Suốt ngày tắm nước biển nên là người đen thui á mọi người. Mát quá. Sướng thật. Không có gì mà. Đó. Độc lập tự do. Mặn quá, nước biển đây mặn ghê với mọi người. Mặn kinh khủng luôn. Ô, cái xô của tao đâu rồi? Xô đâu? Xô. Ô, nó bơi rồi. Bơi
mình vừa mới lặn này kia nó bơi đâu rồi. Thấy luôn. Thấy đâu? Ơi, chùi vào gốc cây. Thấy không? Rồi thấy. Tưởng là chìm cả cái xô là đây. Khói luôn. À, nó chìm cái xô đúng mất ăn luôn. Chùi ra. Mình thấy. Nhưng mà sâu quá tao ra sao được. Ôi ôi. Ôi ôi. Thôi thôi thôi. Vô vô vô. Ra vô trong. Lạnh quá mọi người. Lạnh đấy. Lạnh là mình ho liền. Rồi mình này ướt hết người rồi mọi người, này ướt hết rồi. Ướt hết rồi mọi người. Ô tí ơi. Ô bên đây. Ô bà kia bên này nhiều. Quay quay cho mọi người thấy này. Mọi người thấy. Đấy nó trèo lên các cái cây này mọi người này. Nhưng ban ngày nó nhìn thấy người mình đến gần là nó bỏ nhanh nó bà kia. Giờ không đi nhặt con người thấy chưa? Đó, thấy không? Không đi nhặt con đâu. Ô xuống mất rồi. Đúng rồi. Xuống nhanh quá. Nhanh lắm. Thấy người nó xuống. Đúng rồi, lấy cái lá che đi. U. Ở trong này là có cái ao của người ta á mọi người. Cái ao người ta là người ta chắn cái dòng đây này, thấy không? Mọi người thấy không? Là người ta vào được nhưng không ra được á, người ta làm mấy kiểu giống bắt quái á. Cái cửa miệng cái ao á, cái ao cái hồ này. Người ta làm u đây này. Đó đây mọi người nhá. Đây đây mọi người ơi. Nhìn này, bà khía này. Ô đó, thấy không? Nhanh thật, nhanh ghê luôn. Trèo nó phơi nắng thế đó mọi người. Đó, thấy không? Cá tôi lòi. Đó. Nên là nhiều khi là mọi người không thấy cái thực tế của anh em mình đi bắt ở ngoài biển này. Là nhiều người ta bảo sao mà là lắm tiền lúc nào ăn hải sản, nhưng mà thực tế là anh em mình tự đi tự túc hết đó mọi người ạ. Tự bắt này, tự đi bắt này. Cũng không phải là mua đâu, bởi vì cuộc đời sống công nhân thì là nhiều khi cũng không có tiền đâu mọi người ạ. Chủ yếu là kiểu sống như kiểu giống như hoang dã, tự lập tự túc tự kiếm ăn thôi mọi người ạ. Đây này mà mình đi quay trực tiếp cho mọi người nhá, có xem mà nó trốn ở đâu hết rồi. Nó trèo lên cho mấy cái cây này rồi mọi người này. Đó mình lặn nó mình mò đến gần mình bắt đó, thấy mọi người thấy không, cá. Đây. Đây là người ta đây này mọi người này. Đó, chiều lên là người ta mấy cái ao này á, người ta đây, người ta có cái cửa này này. Như ở dưới này. Ở dưới này nhá, ở dưới này là người ta làm một cái lưới, người ta chân giống như kiểu lưới bắt quái á. À, đó. Là người ta chấn lại, tức là cá vào được với tôm cua ghẹ là vào được. Nhưng mà lúc thủy triều nó rút xuống. Đấy là con là nó mắc cạn ở trong cái hồ này. Nó mắc cạn ở trong cái hồ này. Đó. Nên tại sao mà mình cứ hỏi là sao mà nhiều cua nhiều cá thế? À, là như thế là ở biển mà. Ở biển là người ta tìm. Đâu? Bắt được không? To không? Đây ra thằng em bắt bạc kia rồi, bạc kia to. Mình coi. Đâu? Đấy, nó đang ở đây này. Đâu? Bắt coi. Ấy ạ. Ừ. Khéo cắn rồi. Khéo cắn rồi. Ừ. Gặp tay rồi, cắn tay rồi. Đây mọi người này. Bạc kia này. Đây mọi người nha. Đúng rồi, bạc kia luôn. Đó, thấy không? Nhanh lắm. Đó. Đó mọi người. Đó, theo nhanh lắm. Nhanh lắm. Bỏ nhanh lắm. Đó. Bắt được mấy là mọi người này. Cái căn bản là cái chủ ti là mình bẫy ngày hôm qua, nhưng mà hôm qua mình quay rồi, quay cái lúc mình làm bẫy á, bẫy cá bẫy tôm á, mình thả mồi, nhưng mà về mình quay xong mình quên lưu, rồi hôm nay ra rồi bắt nè ra bắt à, trời ho quá kia, xuống muốn xuống tắm quá. Ô đây mọi người đây. Đấy. Rồi. Ra cầm ông ai bắt mà khiến đi. Nhiều quá. Yep, thả lắm.
Có ông anh đang già rồi, ông ấy thấy vui quá, ông đang già theo. Đâu đó, bắt đầu. Đâu, được nhiều lắm, được nhiều. Này, qua em thả mồi mà, em qua em thả mồi em chấn lại. Đó, đó, theo mọi người, đây, cá này, cá này. Ôi, trời, nhỏ quá, để con sống. nhỏ quá. Được hơn ký anh hai. Chắc phải được ký rưỡi, cả tôm, cả lung tung nó tùm lum nữa. Vẻ cá này. Đó là cá tùm lum. Ừ, có cả nghêu nữa anh hai. Ôi, anh hai quay vào đây, bắt đây. Quay. Ôi trời ơi. Quay. Mọi người xem đây. Bắt cá kỹ thuật lắm. Hi. Xin chào mọi người nha. Ui, đã quá. Phải chạy bên kia rồi. Đây, giờ mình ra biển nha, mọi người ra cửa biển này. Đây, đây là ra cửa biển đây nha. Sâu lắm. Đã quá. Đâu rồi, tí đâu rồi. Đang ơi, tự chạy bên kia. Coi trong cây này không có nữa. Mình làm lâu động nước không vào đâu. Cá. Đâu? Cá thở lời. Đúng không? Đang được dắt nó đây này. Ôi, tôi tắm miếng lại đi. Ui, thèm tắm lắm. Lâu lâu tôi tắm biển này sướng. Ở đây là cửa biển nha mọi người nha. Ra ngoài nữa. Ra ngoài hả? Thôi, tí nó bơi vô không được chết mẹ. Sâu lắm. Ba à, sâu nước rồi. Chạy bên kia rồi. Sâu. Đâu? Cá thở lời. Cái chân chèo cái này. Ui, đây này. Có ba khía này. Ba khía. Đấy, hai theo, cũng thấy. Ui, chú mẹ rồi. Xuống rồi, nhanh quá. Nhanh lắm. Nước sâu à? Nước sâu quá. Sâu quá, để sang bên kia. Qua bên gốc kia coi. Vâng. Rồi đây mà có cua. À không về. Lên này. Gấp sướng luôn hai ạ. Có 28 không? Nước nhiều quá, hồi nữa. 28 không? Đã mát. Không có áo. Nước trong xanh như giống như nước sông là cơ biển giống như nước sông. Nước trong xanh sướng lắm ngoài. Mát. Đây đâu. Im. Ra mất rồi. Ra mất. Không kịp nhanh lắm. Ở đây đó mọi người, cá nó chơi với người ạ. Nó cứ quen người ạ. Quen người. Giống như quen mình nuôi sao? Giống như mình nuôi ạ. Mình càng đến gần thì nó càng à. Xem thì anh xem anh. Xem anh tí để ổ đang còn bò lên một con nữa. Đó. Đây đâu rồi? Chạy đâu rồi? Dìm rồi, nằm lớn rồi. Nhanh lắm. Cá này khó bắt lắm. Mới rồi một con kìa. Chạy vô bờ rồi. Vô bờ rồi. Đâu? Nó chưa mấy cái cây kia. À, nửa đây, ba con còn luôn. Cá này nó giống như trêu người ấy. Cá thả lòi mà. Sâu quá mọi người ơi. Mọi người ơi, thấy biển không? Sướng lắm. Ôi. Chắc tao tọ cả mấy máy rồi nè. Bỏ mì ở đây rồi chỉ có cây. Tắm em quay mà tắm rồi. Ôi. Tắm đi. Không xuống. Tắm đi. Tôi tắm. Phát nước cho ông bẩn nữa, ông xuống. Không tắm nữa. Tắm.
Mở đưa rồi mọi người ạ. Mở đưa rồi, xuống đi, xuống đi. Điều. Xuống đi, xuống. Xuống. À, để nhạc tắm. Đó. Đó. Xuống. Đó. Đã lắm mọi người ạ. Hoàng hôn này. Mọi người thấy hoàng hôn rồi. U đẹp quá. Nhưng mà máy nó rồi. Bắt cá bắt tôm như thế này thôi mọi người, ở biển như thế này thôi. Đơn giản thế thôi. Ngàn cục có nhiều đấy. Có chứ. Bắt hắn hắn được cá không. Mình không à. Mình không móc được. À lạnh quá mọi người. Lạnh quá mọi người. À. Lạnh quá khiếp mê. Mấy anh em đang bơi à. Bả lắm. Đó, cuộc sống ven biển là thế đó. Đó, bơi, bơi như cái trái cá luôn. Đó, ông anh đang bơi nha, mọi người nha, đó. Một ông sang bắt khiếu này. Cao mê. Bắt kia. Bắt khiếu, ồn đó. Hắn ở trên cái cây á. À, lạnh lắm mọi người. Mình suốt ngày tắm chơi với biển. Cầm dép bên kia luôn nha. Cầm tắm hay là cầm dép bên kia luôn nha. Dép tí nè. Dép ai à? Dép ai? Phải. Lạnh lắm mọi người. Lạnh mọi người. Sướng lắm. Cũng lâu lắm rồi. Ngâm biển nó sướng. Còn chắc. Đã. Đó mọi người thấy không? Ở biển nó nhiều cái cũng lợi ích lắm. Đó không? Ồ, to. Ơ cầm ở đây chứ, mi bị dở. Ném mới xong đến được, xa đến 50 mét. Đấy mọi người ạ, được nhiều lắm. Hôm qua mình nhà bắt chủ kia đá thật. Ở trên mấy cây đó nhà ấy. Bắt rồi. Con to à? To. To đó. Có lấy được không hay là sao? Đúng rồi, khó lắm. Con bà khía nhanh nó không giống con. Không giống con cúm. Con cúm có tí một à? Thấy mình gắn cúm luôn à? Đúng rồi. Nó nhanh lắm. Hai anh em nó bắt ở ngoài mọi người nhá. Ui mình à. Xuống là mình gặp cái nước biển là mình bị ho ngay, bị lạnh quá. Ui con nhỏ dễ. Thích mọi người đó. Cuộc sống là như thế này, giống như kiểu trở lại một tuổi thơ, một thời. Đó, quay thu gần để cho mọi người xem anh em nó bắt bà khía này. Ở đâu à? Nấp vào hết cây rồi. Ui, lao xuống mẹ rồi. Lao không hả? Nhanh quá. Nó đang bắt ở cái lùm cây này mọi người. Tức là mình bơi xuống á, mình xuống là bà khía nó trèo lên. Mà mình đến gần là nó tụt xuống. Đó, cái con bà khía với con cá thòi lòi là thế, nó chơi đùa với người luôn á. Riêng bà khía với cá thòi lòi là nó chơi với người luôn. Ban đêm vẫn còn nhanh thế, nhưng là ban ngày. Đó, ở đây. Hiếp, xuống uống một ngụm nước biển cái là ho luôn. Nó mặn quá, nó mặn quá nó. Tí được mấy con à? Con con hả? Rồi con nó nhiều, nhiều lần là nhiều con đúng không anh ai? Đã được nhiều mọi người. Mọi người này được rất nhiều. Đó. Thoải mái. Thoải mái anh em hôm nay. Thoải mái anh em hôm nay no say. Được không? Được con à? Ui, được có cắn nhà chết luôn rồi. Đó, đó, thấy không mọi người thấy không? Dương coi, Dương coi. Đó, 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 đó. To. Đó, to. Con to nửa ký. Con bà khía nửa ký có ai tin không à? Nói chung bà khía là cứ khoảng con loại bà khía to là có con là mấy anh hai, con 10 con ký hả? Con loại to nhất đó hả? Đó, xà nó mọi người nhìn thấy mà xà lắm. Lúc này là mình thu máy lại. Mình chịu cũng được nước biển đó, mình xuống là mình bị ngứa họng ngay, mình bị mình chịu cũng được cái lạnh, nó chính xác là chịu cũng được cái lạnh. Cái rét cái lạnh mà mình chịu cũng nổi.
Cắn thật mới đủ đâu. Cây này lên có nhiều à? Có cây nào? Lên nhiều không? Cây ấy hả? Ở xuống ra con. Đưa cho ông Tuấn trước đi. Cây nhỏ hay cây to? Cây nhỏ hả? Cây này đấy, cây này đang có này. Ôi lại xuống rồi. Cây này ấy hả? Cũng nhanh lắm. Ê. Này, kẹp cho rồi. Không, nhưng phải đưa vào đây chứ. Gì đó. Đây là hai ông đưa vào đây. Đưa vào đây cũng được. Bởi như dây cá luôn. Mọi người. Đó, một thời tuổi thơ đó. Đấy, đợi tí, vào đây. Đấy, mọi người thấy nhảy không? Chạy ta. Người trong này mình biết bơi lội hay. Này. Mấy con à? Đấy, đấy mọi người. Nó nhanh lắm. Nó nhanh ghê luôn. Bà khí đấy, đấy, con này còn bà khí nhá. Nó nhanh lắm. Được nhiều không? Chắc được, được 2 ký không? Thấy nhiều lắm. Tầm 2 ký không? Hay là hơn nữa. Bỏ ngoài sáng này. Ngoài sáng ở đó. Hến bắt được nhiều, em bắt được nhiều. Có hũ mọi người, thấy không? Đào mọi người. Ê, đang còn con. Đấy, tôm đào mọi người, tôm to lắm này. Tôm bắt được ít lắm, được có mấy con rồi. Tôm chết hết mẹ rồi. Ô chết mất rồi, phí rồi. Nhưng mà việc cái gì đó, nó vừa mới bắt xong rồi. Đây mọi người, tôm biển nha, đó thấy không? Tôm biển là cái màu thế này. Con này con cúm nha mọi người. Mấy con này là con cúm này mọi người, đó thấy không? Nó cúm lại, đó, nó cúm lại. Người ta gọi là con cúm, gọi là cua đá. Một xíu nữa nó bò, mình không đụng con là nó bò. Đó thấy không? Mọi người thấy không? Đây là nó đang bò này, đó, nó đang bò này, nhìn nhìn. Con này con cúm, con này con ma khía này. Đó, mấy con này con ma khía. Đó, theo mọi người theo. Cúm là nó bò. Đó. Tôm mà nó còn sống mà ông hai ơi. Đó, theo mọi người theo. Nó bò, con cúm là yên tĩnh, nó với bò. Còn nếu mà mình đụng vào là nó im luôn này mọi người nha. Nó đụng vào nó cúm này luôn. Đó, thấy không? Mình đụng vào nó cúm này luôn. Đó, thấy không? Mọi người thấy không? Nó giả chết thôi nhưng mà không phải. Đó. Đó. Mình để đây xíu là nó bò. Thoải mái. Ôi ôi, một đấy thì có anh em cơ mà. Anh em có mình nhậu thoải mái. Đó, bọn mình ở đây thì cũng không phải là nhiều khi là anh em mà lúc nào thèm hải sản thì ra ngoài biển để bắt cho mọi người chứ cũng không phải là đi mua đi gì đâu. Bởi vì cuộc sống công nhân thì lấy đâu cho tiền mà suốt ngày hải sản.